Viglacera Platinum 20mm là loại gạch porcelain mạnh nhất và bền nhất trên thị trường, có tính ứng dụng cao, phù hợp với các công trình ngoại thất như trung tâm thương mại, khu nghỉ dưỡng, công viên, quảng trường, bể bơi, nền sân vườn, gara ô tô, vỉa hè, lối đi bộ. Lấy cảm hứng từ đá tự nhiên và được thiết kế độc quyền bởi các chuyên gia Ý, Viglacera Platinum 20mm mang đến giải pháp thi công đa dạng và tiết kiệm, tối ưu trên nhiều bề mặt địa hình. Viglacera Platinum 20mm có thể thi công trực tiếp trên bề mặt sỏi mà không cần chất kết dính hay các vật liệu hỗ trợ khác. Một giải pháp thi công nhanh chóng và tiện dụng. Chống rỉ dịch trong quá trình sử dụng nhưng cũng rất dễ tháo rời để thay đổi thiết kế công trình. Thi công sản phẩm Viglacera Platinum 20mm trên bề mặt cỏ bằng các vật dụng đơn giản như thước dài, xẻng, sỏi nhỏ, bú cao su. Bước 1. Dùng thước dẹt đo khoảng cách giữa các viên gạch kích thước từ 8 đến 10cm. Bước 2. Dùng xẻng tạo khuôn vừa với đế viên gạch với độ sâu khoảng 3cm, sau đó nhấc viên gạch lên để kiểm tra. Bước 3. Đổ một lớp sỏi lên khuôn đã tạo trên nền đất, dàn đều và kiểm tra độ phẳng của sỏi. Lớp sỏi này có chức năng tạo khe thoát nước và tăng độ vững chắc cho viên gạch trên nền đất. Bước 4. Đặt viên gạch lên nền sỏi, dùng búa cao su gõ nhẹ vào các cạnh để cố định viên gạch. Đây là giải pháp đặc biệt và chỉ có ở Viglacera Platinum 20mm với các trụ nhựa hoặc trụ thép hỗ trợ thi công. Cách thức thi công này đã thể hiện rất rõ đặc tính nổi trội của sản phẩm là khả năng chịu lực lớn và chống nứt vỡ. Những miếng nhựa tại cánh trục sẽ được sử dụng như miếng đệm và có thể gỡ bỏ trong trường hợp thi công sát tường và các góc. Bước 1. Đặt các trụ tại các góc sát tường. Bước 2. Đặt các viên gạch sát nhau trên các trụ, sau cho một viên gạch được đặt trên ít nhất 4 đến 5 trụ tại trọng tâm và 4 góc của viên gạch. Bước 3. Trong quá trình thi công thường xuyên, dùng thước nivô căn chỉnh bề mặt các viên gạch để đạt được độ phẳng nhất định. Giải pháp thi công bằng trụ nhựa hoặc trụ thép giải quyết toàn diện vấn đề kỹ thuật và công năng cho nền, sàn, khu vực ngoại thất. Độ rỗng của nền, sàn cho phép thi công hệ thống ngầm như hệ thống điện, nước, đảm bảo tính kỹ thuật và thẩm mỹ cao. Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa đường điện nước bất cứ lúc nào bằng cách nhấc các viên gạch ra khỏi các trụ. Giải pháp thi công bằng vữa truyền thống là giải pháp thông dụng phổ biến và được sử dụng hiệu quả nhất cho các công trình có mật độ đi lại lớn hoặc mặt sàn gara ô tô. Bước 1. Dùng bay trải đều lớp vữa trên bề mặt sàn. Bước 2. Cẩn thận đặt các viên gạch trên mặt vữa. Bước 3. Giữa các viên gạch, đặt các miếng ke nhựa để giữ cố định và tạo khoảng cách đồng nhất cho các viên gạch. Bước 4. Trong quá trình thi công, liên tục sử dụng thước nivô để căn chỉnh bề mặt cho các viên gạch để đạt được độ phẳng nhất định. Bước 5. Hoàn thiện bề mặt sàn bằng vữa chuyên dụng. Viglacera Platinum 20mm, công năng vượt trội cho độ bền tuyệt đối.